Xin chào mọi người, mình là Lincoln, thì mình đến từ Pháp. Nhưng mà hôm nay thì rất là vui khi được tham gia chương trình Lữ khách 24 giờ. Và sau đây thì mọi người cùng đón xem coi lữ khách thứ hai là ai nha. Xin chào tất cả các bạn, mình là Duy Khánh và ngày hôm nay mình sẽ là lữ khách thứ hai đồng hành cùng với anh Lincoln. Và hy vọng là mình sẽ có một cái sự trải nghiệm rất là đáng nhớ và ý nghĩa tại vùng đất Cần Thơ này. À, cực kỳ thú vị. Vâng ạ. Thực ra Lincoln là sinh ra và lớn lên ở Pháp. Thì về đây cũng chỉ về đây để chơi lúc hè thôi, có nghĩa là được có thể nói là 4-5 lần gì đó. Thì về thành phố Cần Thơ thì chưa biết gì lắm, có thể biết là có bánh tét thôi đúng không? Dạ. Còn ngoài ra thì không biết những cái gì về Cần Thơ hết, cho nên là hôm nay thì đến đây rất là nên là hứng thú để khám phá Cần Thơ thêm. Khánh đã có dịp xuống Cần Thơ để quay phim rồi và Khánh rất là ấn tượng cái ngay chỗ mà cái răng á có bè nổi này nọ, và mình đã được trải nghiệm ở trên đó rất là thú vị. Và hy vọng là ngày hôm nay tới Cần Thơ mình cũng sẽ có những cái trải nghiệm khác mới lạ hơn, cũng như là mình sẽ ăn rất là nhiều món ngon ở Cần Thơ. Với lại hôm nay rất là vui khi được đồng hành cùng với một bạn rất là mới của Khánh, đó chính là anh Lincoln. Và hy vọng là hai đứa sẽ rất là coi như là hợp tác với nhau để giúp đỡ nhau trong những cái phần thi thử thách. Em nói trước cái này đi, là trước đây là coi như là biết bao nhiêu cái game show luôn, lúc nào là có hình như là gần như là hai anh em sẽ gặp nhau luôn á, nhưng mà cuối cùng lại là cứ bị trật dù, cái người này kẹt thời gian nên là không chơi chung được. Cái may mắn là sao hôm nay có lữ khách 24 giờ đã giúp cho hai anh em được gặp nhau. Đúng đâu vậy. Rồi bây giờ anh có cái món quà nào không? Món quà không, có thể nói là một áo thuộc nho nhỏ thôi. Tại vì không có chuẩn bị gì lắm. Dạ rồi. Thì hồi nãy đi uống cà phê thì lấy được trong phút thôi. À dạ. Có miếng giấy thì bây giờ giống như là mình sẽ làm sao để cho cái miếng giấy này nó biến mất đi nha. Dạ vâng ạ. Mình sẽ một cái này mình giống như coi như là một cái giống như là cái đĩa thần cái gì đũa thần dạ. Mình sẽ làm 1 2 3 thì nó sẽ biến mất, và 1 2 3 thì nó xuất hiện trở lại, hay không? Thôi đùa, thầy làm lại nha. Thật là nhiệm màu các bạn ạ. Vâng ạ. Lại vậy hả? Dạ. 1 2 3 thì cái đũa thần đã biến mất. Thật ra Khánh phải để ý lúc mà làm giơ lên nhìn nè. Đây nè Khánh. Cái đũa đâu? Đây nè, thực ra đây nè. Sao hay vậy? Để làm lại nha. 1, 2, 3. Thôi nói chung là chỉ là một trò đùa cho mọi người coi. Không sao, khi nào mà chiếu TV các em coi đi coi lại để em đúng biết. Đúng rồi.